tuổi xuân trôi nhanh cùng với thời gian, dấu hiệu lão hóa xuất hiện trên cơ thể theo từng ngày. Hương đã tìm ra bí quyết cho riêng mình. Viên uống phục hồi tế bào gốc Cell Restore là sự kết hợp hoàn hảo từ tảo biển sạch, tinh chất hạt nho đỏ và tinh dầu nụ tầm xuân, có tác dụng loại bỏ nguy cơ ung thư, giúp trẻ hóa làn da và kéo dài xuân sắc. Viên uống phục hồi tế bào gốc Cell Restore, một sản phẩm của thương hiệu Vitatree. Hãy trải nghiệm bí quyết giữ gìn nhan sắc của tôi.